Sky ơi, anh yêu em. Yeah yeah, ai thuộc thì hát theo Tùng nhá. Di động. Yeah yeah yeah, sẵn sàng chưa nhở? Nắng ấm xa dần, nắng ấm xa dần, nắng ấm xa dần bỏ rơi để lại những giấc mơ. Nắng ấm xa dần, ấm xa dần, ấm xa dần theo những tiếng cười. Theo thời gian những hạt mưa như nặng thêm xóa hết tiếng yêu. Anh lục tìm vẫn cứ mãi lục tìm, giơ bàn tay cố kìm nén những cảm xúc vui mình vào đêm đen. Ôi anh chẳng tìm thấy lối ra, ôi tối quá sau lưng là tiếng nói yêu anh chẳng rời xa anh. Trong mắt anh điều ấy nó rõ cha, tại sao người vội quên mau. Bài ca anh viết sẽ không được trọn vẹn đâu em, luôn yêu một ai thật rồi ôi mai chẳng là anh đâu. Vậy thì người cứ bước đi xa nữa, sẽ không còn nơi đây. Bước đi xa nữa, sẽ không còn nơi đây. Phải tự đứng lên mà thôi. Xung quanh anh giờ đây cô đơn, mình anh ôm giấc mơ. Nắng ấm xa dần, nắng ấm xa dần, ôi nắng ấm xa dần bỏ rơi để lại những giấc mơ. Lần nữa này. Nắng ấm xa dần, ôi nắng ấm xa dần, ôi nắng ấm xa dần. Alright, rồi lại đi, cứ vội vàng đi. Chào cho anh, chào cho anh. Bao nhiêu đêm đau rồi em mau rời bỏ anh xa anh. Cô này là lẽ quên mau và chẳng một lời chia ly quen. Em đi quen rồi, quên rồi. Người cứ bước đi xa nơi này, sẽ không còn nơi đây. Bước đi xa nơi này, sẽ không còn nơi đây. Ê, phải tự đứng lên mà thôi. Chẳng nhẹ đi những niềm đau và nỗi buồn. Xung quanh anh giờ đây cô đơn, mình anh ôm giấc mơ. Nhìn em bước ra đi xa dần, sẽ không còn nơi đây. Bước đi xa nơi này, sẽ không còn nơi đây. Phải tự đứng lên mà thôi. Chẳng nhẹ đi những niềm đau và nỗi buồn. Xung quanh anh giờ đây nắng ấm xa dần, nắng ấm xa dần, ôi nắng ấm xa dần bỏ rơi để lại những giấc mơ. Nắng ấm xa dần, ôi nắng ấm xa dần, nắng ấm xa dần theo những tiếng cười.
MTP. Thank you.
rằng chia tay trong em có quên đường câu ca. Tình yêu khi xưa em trao cho anh đâu nào vội pha. Đừng lừa dối con tim anh, em sẽ không buông tay anh được đâu mà. Gạt nước mắt yêu đời đau cứ quay lại nơi anh. Em biết rằng cơn mưa qua đã có che lấp được nụ cười của ai. Đừng nhìn anh nữa, đôi mắt ngày xưa giờ ở đâu em còn là em. Em đã khác rồi, em đã quay lưng. Tình yêu trong em giờ toàn giả dối. Anh không vui mình trong mơ, anh không đi tìm giấc mơ ngày hôm nào. Đừng quay vào em hay là em thua ngày hôm qua.
Sơn Tùng MTP. Quá tuyệt vời, cảm ơn các bạn dancer rất là nhiều. Một lần nữa, tóc đẹp không? 12 điểm nhá. Mà người ta đã trả lời đẹp rồi đó mà cứ hỏi hoài, hỏi từ đầu lúc xuất hiện cho đến khi bây giờ kết thúc tiết mục vẫn còn hỏi. Không tin là tóc đẹp hả hay sao? Cái này là em đã từng đi diễn chung show với Sơn Tùng và hôm đó Sơn Tùng nói đúng câu này. Nên em ám ảnh từ ngày đó đến bây giờ. Là coi như là vận dụng lại ký ức đó là ngày hôm nay là đem vô cái tiết mục của mình đúng không? Quá tuyệt vời luôn. Vâng, và đó chính là ba bạn thí sinh hóa thân thành Sơn Tùng MTP. Bây giờ ưu tiên giám khảo khách mời Nguyễn Hồng Thuận, chắc là nhờ anh góp ý cũng như là đưa ra những lời nhận xét cho cả ba thí sinh của chúng ta ngày hôm nay. Nói về thần thái á, thì trong ba bạn á, thì anh thấy là bạn Cara Phương á, là làm cái phần này tốt nhất. Bạn làm anh có cảm giác như anh đang ngồi nghe Sơn Tùng thật. Còn hai bạn còn lại thì thật ra là mình cũng đang cố gắng làm thôi, thì nó cũng gần gần được. Đó. Rồi cái thứ hai là vậy, ở cái tiết mục của Hải Đăng á, anh thấy là em hơi bị sai một xíu khi mà mình chọn cái phần ascotic. Bởi vì để mà chọn cái tiết mục đó trình diễn á, thì gần như là cái giọng hát phải rất là tự tin, rất là vững về cao độ. Và theo anh nghĩ là Sơn Tùng có rất là nhiều những cái tiết mục kết hợp với vũ đoàn rồi pháo sáng v.v. rất là nhiều thứ. Thì tại sao mình lại không chọn những cái đó để mà mình biểu diễn nhiều hơn, mà em lại chọn một cái tiết mục ascotic thì nó hơi là tiếc cho em. Còn lại thì Cara Phương và Thái Sơn thì chọn rất là thông minh, những cái tiểu tiết khá nhỏ nhưng mà lại gây được thiện cảm rất là nhiều cho khán giả cũng như là ban giám khảo. Ví dụ như tóc đẹp không v.v. coi mình cảm thấy đây là Sơn Tùng, những cái gì đó rất là dễ thương. Còn ở cái phần mà của Đăng á, chưa có ra lắm cái giọng của Tùng, nên là anh hơi tiếc cái phần biểu diễn của em trong ba cái tiết mục vừa rồi. Cảm ơn anh. Vâng ạ, cảm ơn giám khảo Nguyễn Hồng Thuận. Cảm xúc của anh nghĩ như thế nào khi mà xem tiết mục này ạ? Thứ nhất anh muốn nói về cái tiết mục của Hải Đăng. Anh hiểu tại sao em lại chọn tiết mục như thế này, là bởi vì nếu như ba bạn cùng làm những cái bài hát nó sôi động thì có lẽ nó sẽ một màu, cái chương trình của chúng ta nó cũng sẽ không có hấp dẫn. Và cái điều nữa, cũng có thể Hải Đăng không phải là một người có khả năng về vũ đạo giỏi trên sân khấu, cho nên em sẽ chọn cái thế mạnh của mình và nó sẽ tạo một cái sự khác biệt so với hai người bạn còn lại. Và em nghĩ rằng không phải ngẫu nhiên hay là em không biết rằng Sơn Tùng thì cần phải nhảy đâu, mà em muốn chọn cái khó để có thể thử thách trong cái vòng thi này. Nhưng mà đến với cái phần rap bài Remember Me mới thật sự là cái điểm tỏa sáng nhất của em. Có thể đó là lúc mà em bộc phát được cái giọng hát của mình cũng như cái sự mạnh mẽ có trong Sơn Tùng MTP thể hiện ra. Còn với Cara thì thật sự là như chị Linh với Thuận nói, anh ngạc nhiên vô cùng. Ủa tại sao vậy ta? Ba người ở đây thì cái cô gái lại là cái cô thể hiện ra cái thần thái nhất của Sơn Tùng MTP. Như Thái Sơn có động tác giống, có những cái chi tiết như là hỏi này kia là giống, là những cái mà chúng ta dễ bắt chước lắm. Còn với những cái gọi là thần thái trên gương mặt á, cái kiểu nó hơi kênh kênh một tí, nó hơi ngông ngông một tí, nó hơi phớt đời kiểu của Sơn Tùng một tí, và nó hơi buông thõng thoải mái hình thể trên sân khấu, không có một cái sự gồng căng cứng, thì Cara lại làm rất là tốt. Cara là có nghiên cứu rất là kỹ từ cách cầm micro che hết cả miệng. Bao nhiêu chuyện sẽ đời đâu, cầu thang xưa phải mở, khao mang xưa từng kinh cầu rồi mở. Mỗi một bước chân lại bị mất, vì chỉ là hoa xưa bị hoa. Tí giờ em mang xuống tư là mình chưa chịu ăn hoa. Tao vẫn cha. Nhưng mà riêng cái ngón tay đó chị thì Cara làm có hơi bị lố nha. Sơn Tùng giàu sao vẫn là đàn ông, cho nên là cái tay bạn ấy cầm mic và cái tay chỉ vậy thôi. Còn bà Cara nè, phải vẫn lên thế này. Không phải đâu anh ơi, em binh nha. Cái lúc mà bé cầm cái tay đó là đang bắn pháo sáng, bé nó sẵn là nó che mũi luôn. Không có em ơi. Thật ra thì em có ăn gian một tí xíu, tại vì anh Tùng hát sẽ lên mũi một xíu, nên là như thế này, như là thủ thuật để mà mình hát lên mũi một xíu. Và với Cara thì phải nói cái phần tạo hình của em tuyệt vời nha. Ban đầu anh quên hẳn luôn em tóc dài. Canh coi gần hết phần trình diễn. Ủa, bé là tóc dài mà ta. Đúng rồi, chị quên mất là đây là con đây, gái. Đây, đúng đây, không? Đây. Công nhận không? Con trai. Bây giờ để em đưa Cara Phương lại cho mọi người đây. Nhìn rõ. Bây đây giờ nè. Là tóc undercut, kiểu nhìn rất là thật. Trời luôn ơi, đó. Tại sao mà ekip hóa trang của chúng ta có thể tuyệt vời đến như quá vậy? Quá giỏi luôn. Nè các bạn nhìn xem, gần như không hề thấy lộ dấu vết của tóc thật. Bạn ấy đang nhồi nhét rất là chật ở bên trong để dán hẳn một cái lớp da bên ngoài và cái tóc sát sát như thế này. Trời đất ơi, ekip tuyệt vời quá chị ơi. Quá tuyệt vời. Mười điểm, một tràng vỗ tay dành cho ekip hóa trang. Đáng yeah. Còn với Thái Sơn, ông này căng chàng này. Lố anh ơi, anh thấy hơi lố. Em không lố đố mà vui. Với lại như anh đã từng nói, khi chúng ta bắt chước một nhân vật nào đó, mình phải tìm ra được cái nào đó đặc trưng nhất. Thậm chí mình tô đậm, mình đánh cái màu sáng lên một tí cho khán giả dễ nhận diện ra hơn. Thì Thái Sơn làm rất tốt cái chuyện đó. Em luôn bắt được những cái gọi là đỉnh nhất, cái mà dấu ấn nhất của cái nhân vật, để em mang ra cho khán giả. Đây nè, coi đi, tôi là Sơn Tùng nè. Phải có sự nghiên cứu, phải có sự tìm tòi dữ lắm mới có thể bắt được những cái động tác dù là nhỏ nhất của Sơn Tùng như vậy ha. Còn về âm sắc giọng hát,
em là cái người mà hát nghe giống cái giọng của Sơn Tùng nhất. Đó là điều phải ghi nhận. Dạ, Tùng xin cảm ơn anh Đại Nghĩa rất nhiều. Hôm nay Tùng đã cố gắng hết sức để mà hát và nói được giọng này. Mỗi bạn ngày hôm nay là một cái thế mạnh rất khó cho chúng tôi để đánh giá bạn nào nhỉnh hơn bạn nào trong tiết mục này. Cảm ơn tất cả các em. Xin mời giám khảo Mỹ Linh ạ. Chị muốn bay đăng một chút là mặc dù là đúng là cái phần đầu em chọn acoustic thì đúng như anh Thuận nói á, là không phải là một lựa chọn khôn ngoan, làm cho nó lộ ra những cái không giống Sơn Tùng MTP. Bởi vì Sơn Tùng MTP thì khi hát là cái nguyên âm của cậu ấy phát âm nó rất khác những người khác. Mọi người nghe kỹ sẽ thấy rằng không giống ca sĩ nào cả, hát một mình một kiểu. Và đấy chính là cái điều mà người ta nhớ về cậu ấy, mà người ta thích cậu ấy. Thế nhưng em lại không đánh dấu được vào cái khác biệt đấy, mà em lại hát rất là tròn trịa, thì là nghe nó chưa Sơn Tùng lắm. May quá là em lại lôi lại được cái phần rap ạ. Remember me. Đó là cái phần mà chị thấy là em lấy lại được thiện cảm của giám khảo cũng như là của khán giả ở đây. Nên là em thấy là mọi người đứng yên dần dần và vỗ tay theo để đọc theo. Còn ở phần Cara Phương thì là thần thái của em là có vẻ rất là Sơn Tùng nhất. Nhưng mà em hăng quá. Chị nghĩ chắc là ngoài đời em cũng là một fan hâm mộ của Sơn Tùng MTP hay sao. Bà chị hăng quá nên là bà quét suốt rồi. Bà không phải quét một đâu bà. Mấy lần đi. Tại em diễn là máu quá. Các bạn ơi, đó trên lầu gì đó thì cái mình bị quét ra, hiểu không? Những cái chữ đó thì đôi khi mình phải tiết chế cái hơi mình lại đó. Nên ra là máu là tốt, nhưng mà máu lại phải không quét cơ. Với lại khá là ăn gian nha chị. Ở cái phần mà hát cái tiết mục chung cuối cùng là chọn cái phần rap, đâu có cao độ đâu đúng không? Cho nên là không có bị lộ cái phần mà cái quãng giọng nữ vô. Thế còn phần của Thái Sơn thì đúng là Thái Sơn là một người rất là đa tài nhá. Hóa thân nhân vật nào ấy thì vào nhân vật ấy. Tức là không phải là hoàn toàn xuất sắc 100%, nhưng mà em luôn luôn ở cái mức gọi là 8 mấy 9 mấy là rất khó nhá. Có người là từ đỉnh cao xuống vực sâu, nhưng mà em rất là đều đều này. Phong độ nhưng ổn định. Mà đó, phong độ cực kỳ ổn định luôn. Nên là chị thấy rằng là ba người này mà để chọn ra người nào hơn người nào cũng không phải là đơn giản đâu. Quá lại khó, cũng nhức đầu khó lắm đấy. Cảm ơn ba vị ban giám khảo của chúng ta. Và một lần nữa xin chúc mừng Cara Phương, Hải Đăng Du và Thái Sơn.